Xin chào cả nhà. Sau đây mình xin chia sẻ cho những ai mà theo dõi cái câu chuyện sóng gió gia tộc, việc tranh giành tài sản giữa con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và em gái ruột Hồng Nhung và cháu gái ruột Hồng Phượng. Ai theo dõi từ đầu chắc là đã rõ hết rồi, còn mình mới theo dõi gần đây thôi cho nên mình chia sẻ theo cái gì mình tìm hiểu nha. Trước tiên là nghe luật sư chia sẻ về ba hàng thừa kế. Thừa kế theo quy định pháp luật là đặt ra khi mà người chết không để lại di chúc hoặc là di chúc không hợp pháp thì phát sinh ra câu chuyện là thừa kế quy định của pháp luật. Như vậy thì rõ ràng ở đây là đặt ra vấn đề là khi mà chia theo quy định pháp luật ấy, thì nó có hàng thừa kế. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 ấy, thì hàng thừa kế thứ nhất gồm có vợ chồng này, cha mẹ đẻ này, cha mẹ nuôi này, con đẻ con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai ấy, thì gồm có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh chị em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Và hàng thừa kế thứ ba đấy là gồm cụ nội, cụ ngoại rồi của người chết, bác ruột, chú ruột, cô ruột, em ruột của người chết và chị ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột và cô ruột, dì ruột, cắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Như vậy thì theo quy định của Bộ Luật Dân sự liên quan đến việc chia thừa kế theo quy định pháp luật thì có hàng thừa kế, gồm có 3 hàng thừa kế. Như vậy Hồng Loan là ở hàng thừa kế thứ nhất và mẹ con của cô Sáu thì ở hàng thừa kế thứ ba. Chú Vũ Linh mất không có để lại di chúc thì tất cả tài sản đều thuộc quyền thừa kế của Hồng Loan, con ruột. Bây giờ ví dụ mà Hồng Loan có là con nuôi thì cũng là của Hồng Loan luôn, theo đúng như pháp luật quy định. Tại sao bà cô Sáu lại nói cái nhà làm tang lễ cho cố nghệ sĩ Vũ Linh thì đang tranh chấp? Tại vì hai mẹ con bà ấy dựa vào một cái video quay cách đây mấy năm rồi, trực tiếp chú Vũ Linh có nói là cái nhà đó để lại cho Hồng Phượng. Rồi Hồng Phượng muốn cho Vũ Luân hay là Hồng Loan ở thì tùy Hồng Phượng. Thì có một số ít người nói video đó chính là di chúc miệng mà cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại. Trong cái video đó thì Hồng Phượng đang quay phim, chú Vũ Linh nói xong thì quay qua diễn viên Đông Dương, cái anh đó ảnh nói ảnh là sẽ là người làm chứng. Nhưng mà đúng theo pháp luật quy định về di chúc miệng thì có nội dung như sau: có ít nhất 2 người làm chứng. Vậy trong video đó có một anh diễn viên Đông Dương làm chứng là không được rồi ha. Rồi điều kiện thứ hai là ngay sau khi người để lại di chúc thể hiện di chúc miệng thì người làm chứng phải ghi chép lại cùng ký tên, điểm chỉ vào văn bản ghi lại di chúc miệng này. Điều thứ ba, trong 5 ngày làm việc, chữ ký, điểm chỉ của người làm chứng trên bản ghi chép này phải được công chứng hoặc chứng thực. Nếu mà đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, di chúc miệng được coi là hợp pháp và những người có tên trong di chúc được quyền phân chia tài sản thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên, có trường hợp di chúc miệng dù hợp pháp vẫn có thể bị hủy bỏ. Di chúc miệng chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng thôi. Sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Như vậy có nghĩa là nếu ra tòa, mẹ con của bà cô Sáu có đưa cái video đó ra làm bằng chứng thì cũng không có giá trị pháp lý. Vì cái video đó được quay cách đây mấy năm rồi. Và khi Hồng Loan được nhận quyền thừa kế thì Hồng Loan cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Trước hết ấy, thì muốn làm thủ tục kê khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật thì trước hết là những người thuộc hàng thừa kế cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau. Thứ nhất là giấy chứng tử của người chết. Cái thứ hai là giấy tờ để chứng minh mối quan hệ giữa mình với người chết, chẳng hạn như căn cước công dân, rồi giấy khai sinh, rồi là các cái giấy tờ để xác nhận rằng là mối quan hệ giữa mình với người chết, để mình thuộc hàng thừa kế thứ nhất hay là hàng thừa kế thứ hai hay là hàng thừa kế thứ ba. Theo thông tin mình được biết thì Hồng Loan đã làm giấy chứng tử, rồi cũng đã đưa giấy khai sinh, đã ra phòng công chứng làm giấy tờ xong hết rồi. Ngoài ra ấy, thì những người kê khai di sản thừa kế cần chuẩn bị các cái giấy tờ để chứng minh cái tài sản của người chết để lại, gồm như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này,
giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, như các cái tài sản mà có đăng ký quyền sở hữu như ô tô, xe máy hoặc là các cái phương tiện khác, cũng như các cái sổ tiết kiệm của ngân hàng nếu người chết có để lại. Vâng, thì trên cái những chuẩn bị những cái tài liệu đấy thì những người thuộc hàng thừa kế sẽ tiến hành kê khai, kê nhận di sản thừa kế, sẽ đến cái văn phòng công chứng để mà kê khai, làm thủ tục kê khai nhận di sản thừa kế. Và khi đó thì văn phòng công chứng người ta sẽ tiến hành niêm yết cái thông tin về tài sản cũng như những hàng thừa kế ở ủy ban nhân dân xã. Sau đó thì sau khi quá trình niêm yết trong một thời gian theo quy định pháp luật, thông thường là trong vòng một tháng, thì không có ai, bất cứ ai khiếu nại gì liên quan đến cái việc kê khai di sản thừa kế, thì những người thuộc hàng thừa kế sẽ kê khai nhận di sản thừa kế. Chuyện tài sản gác qua một bên, còn bây giờ chuyện mà Hồng Loan đang lo đó chính là cái bia mộ ở trên Bình Dương không có để pháp danh của chú Vũ Linh là Tâm Giác. Và chuyện thứ hai đó chính là ông Sài Thành, ông đứng ra nhận quyên góp lập mộ, thì Hồng Loan muốn là ông trả tiền lại cho những người đã quyên góp, bởi vì lúc mà còn sống á, chú Vũ Linh không có xin của ai hết á, đi làm từ thiện thì bỏ tiền túi ra, mà bây giờ khi mất đi rồi thì người ta lại kiếm tiền, lợi dụng kiếm tiền trên cái xác chết của ba của Hồng Loan, cho nên Hồng Loan rất là bức xúc. Hôm nay ngày 30 tháng 5 thì trên Facebook của Hồng Loan có đăng bài như thế này: pháp danh của ba lúc thầy niệm cũng đã khai quen cho ba luôn, vậy mà cô lại không cho để lên, chắc không muốn ba theo Phật. Và Hoa Viên chỉ nghe theo lời người nắm hợp đồng, chứ không làm việc và nghe theo yêu cầu của Loan. Và Loan đã nói với gia đình là trả tiền quyên góp của mọi người lại để ba không mắc nợ ai hết, nhưng không ai nghe. Và cho đến hôm nay vẫn không có hàng chữ gia đình đồng lập mộ là do đó mà ra. Hình có đóng cái khung màu đỏ là ở trên cáo phó có để pháp danh là Tâm Giác, Tâm Giác, nhưng mà cái hình màu đen là ở trên bia mộ thì không có để pháp danh Tâm Giác. Và cái mộ này là do mẹ con của cô Sáu đi ký hợp đồng với Hoa Viên để mà làm. Hồng Loan là con ruột mà không có quyền quyết định, cho nên em ấy mới bức xúc. Có Nick Sammy Nguyễn comment như thế này: chắc hẳn là cô nương là bà cô Sáu á, muốn ba của Loan làm ông hoàng cải lương Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thôi, chứ không muốn ba Loan theo Phật. Và chắc cũng muốn ba của Loan có cuộc sống không gia đình như ở kiếp này, trong kiếp lai sinh. Nít Diễm My thì nói, khi còn sống, bệnh tật, ốm đau, chưa từng kêu gọi ai giúp đỡ, làm cả đời trả nợ cho em út trong nhà. Thế mà chết đi rồi, chúng nó lại lấy danh của mình ra mà trục lợi, thương chú.